Rồi, goodbye. Goodbye, see you again later. Aku suka Indonesia. Tuhan bersama kita. Amin. Bye bye. Lên cao xem đây. Thế Lê Tùng phát là nó chặt luôn. Tôi rồi chỉnh cái điện thoại. Tất cả những cái thằng càng có biết là tao càng chặt, chặt từ người nhà chặt hết. Cất mắt đi, đầu buồi. À, nói vậy là cũng bị thật đúng không? Đúng rồi. Là... Nhưng mà nó để ý đéo gì đến tôi mà. Nhưng ông sập đâu có ảnh hưởng gì. Ừ. Anh cũng có cho anh hướng đấy. Ủa, anh phải xin thấy rồi. Ấy, lên 300 mắt rồi này. Cảnh quá anh ạ. Thấy mỏng mỏng thì anh cũng à, anh em kiểu hot rồi. Ông thứ mời tôi bên ca ấy. Đấy. Tôi đâu có follow đâu mà mời được. Ông ấy đéo gì follow tôi. Điểu nhờ. Ông follow tôi rồi ấy. Mình thêm bạn thôi, mình thêm bạn đi cơ mà. À, tao mời có lâu luôn rồi này. Đâu phải đâu phải tao biết tao phải nào biết cái này. OPK là cái nào nhỉ? Nhưng mà sẽ phải dè, để ra không ai đâu. Em phải lên, em phải lên đai thì anh mời em tây được nha. Ốc, thế anh đang anh ăn lấy với ai? Đâu em xem anh thôi. Xem, hơn một hơn một trăm mắt rồi. Đâu ông đoàn đâu nhỉ? Đâu xin luôn ai đâu? Đóng cửa mà. Có cửa đây, có người tắm. Ừ, đúng rồi, ông đoàn đéo follow mình. 3 tầng 1 tôi là follow ông luôn mà. Sợ thật. Mỗi hai người mình thôi. Hai mình giống nhau được kìa. Có người anh giống nhau, có cái hôm nay đang ngồi với hai vận động viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đây là vận động viên nhảy xa và nhảy gần đúng không? Xa và nhảy gần. Nhảy cỡ nào cũng sướng. Sao chung là nhảy xa thì nhảy gần, còn chạy thì chạy xa lắm anh ơi. Chạy thì chạy xa, nhảy với anh đoàn xa. Có biết bằng được ai nhận ra không nhỉ? Hai anh em ngồi mày nhau để khai phương án là nâng lên của đây anh uống bao nhiêu uống nhá. Dạ vâng anh. Anh em nhá. Dạ vâng anh. Ăn cơm chưa? Mày đi đấy à? Mày đi chợ? Hai đồ top top. Đang ngồi em đi ăn đi. Còi nhá. Đây là người đã đây. Đây đây gần ngay đây bọn em gấp món này ngon nhất rồi. Ăn nấm nhá. Thank you. Tuhan, Tuhan bersama kita. Amin. Aku suka Indonesia. Thank you. I'm very happy because you have a good friend. Thank you. Tuhan bersama kita. Amin. Kumusta? Amin. Vỗ nè. Thank you. Tôi nhắm mắt. Ghen này. Đã nhắm mắt tao ăn phải học tiếng Indo ấy. Anh chết rồi. Tuhan bersama kita. Aku suka Indonesia. Tuan nước ngoài mà xem mà. Aku cinta kamu. Anh ở trên lại kìa, một quả với hai quả này. Này. Tuhan, berkati amin. Thank you. Aku cinta Việt Nam. Aku cinta Indonesia. Mình tưởng là chỉ có động vật mới biết quan hệ, hóa ra thực vật nó biết quan hệ. Đấy, có mắt quán này. Có muối là hoàng nhá. Có muối mà. À. Aku yoga. Hay nhỉ? Anh chỉ ăn trên đó. Nai chú mít diu. Đây là quả bưởi của con đấy. Việt Nam lớp Indonesia. Thank you. Kita cinta semua. Con em ở cứ chủ động ăn nhá. Đâu rồi. Đây thái thịt vịt này vào cho. Con anh nó cho một canh rồi chưa? Chưa. Aku sama. Tôi cậy bác. Rồi đây cho bố ít mì tôm. Indo lớp Việt Nam, thank you. Việt Nam lớp Indonesia. Aku suka Indonesia. À, ông mà tôi gọi suka gì? Bye bye you, bye bye video. I'm fine, thank you and you. Ôi, tiếng Tây bắn là mầm.
đây. I'm very happy because you have a good friend. Aman sedang apa? Aku cinta bidat papa. Thank you. Aku suka Indonesia and Vietnam. I see. Tapa bidat tapan. I see. Goodbye. See you in later. Đi đâu mà? Mời cả đối thủ nước ngoài. Bia. Con ngồi đấy, con không tin bản thân mẹ con thấy được không? I am very very happy. Because I Akakusuka Indonesia. Nhưng mà tiếng đàn của anh kêu. Em tốt chưa? Tốt thôi. Baba meet video. Tần với anh ở ngoài dưới mẹ để anh trả lời. Remember. Gym member. Em nói với cái này không phải giao tiếp nhiều với người nước ngoài. Tại sinh ra. I meet media. Đa số nếu mà đi những cái giải lớn thì sẽ không biết. I want to go Indonesia. Tập về cái mệt. Nhưng mà anh hỏi con nhạy cảm, con không biết là cái chế độ. I want trong Indonesia. Đánh ngộ của nhà nước mình. Thank you. Indonesia very 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 beautiful. Các chi phí hàng tháng là lương phải thưởng. Lương của em bây giờ là 270.000 một ngày. 270.000 một ngày. Ăn là 320.000 cái anh đạt bếp. Đạt không ăn bích sai nó trợ cấp cá lương cá tiền trợ cấp là khoảng 500-600 nghìn vừa đủ khoai lang không biết tôi đặt bích sai 207 đấy là lương mà họ đồng tiền thưởng với cả cái tiền giải thi đấu ấy ý là thi đấu một năm thì bọn em nếu mà trong giải vô địch quốc gia bọn em có một giải thôi một giải đấy là nó sẽ là 25 triệu dụ quân đội em 25 triệu còn một cái vàng đây là vàng anh ạ bích sai là 15 triệu ôi đủ còn như là như bình thường nhưng mà người SEA Games thấp có sự huy chương vàng được có 10 triệu đâu huy chương vàng em 4-5 triệu mà đâu game em vừa rồi game huy chương vàng được có 10 triệu mà đâu em là em huy chương vàng biết đạt quay lại biết sai bởi vì anh có đội very very em này tốc chiến này biết sai chắc em không rõ nhưng mà nhưng huy chương vàng của tốc chiến được có 10 triệu mặc định là cái mức thưởng của Đông Nam Á nó sẽ là 40-45 triệu còn châu Á thì là 70 triệu good. Còn thế giới là 120 triệu nhưng mà làm gì có ai đến good. Thế giới Việt Nam thì làm sao big size no good big size no good thành ra nhưng mà big size very happy big size no good big size no good thì được cái về của em big size no good big size very good chỉ đỡ được nhưng mà ông nếu mà giữ được thì còn dài anh là tập đi nước ngoài nhỉ. Big sign no good. Big sign no good. Olympic thì thế giới chứ nhỉ đúng không? No. Very good. Very good. Có của Hoàng Xuân Vinh nhưng mà coi như từ trước rồi chỉ đúng một cái là từ năm 2016 là trước là Việt Nam chưa quay được tất cả các môn chỉ một môn. Nhưng bây giờ em nhảy xa được bao nhiêu mét? Em nhảy xa thầy nhất của em là 7m98. Thôi bảo anh đoàn dây tôi ngồi các em đi. Không, không muốn.